Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng Nông Cơ Nguyễn Châu em sẽ review cho anh em bộ dàn xới IA 80. Con này nó chạy cái động cơ NFAD8 nha anh em. Đây. NFAD8. Con này là phải nói là xuất sắc rồi. Đây. NFAD8 trừ LED 8 PS 2650 tua. Số series là 026376. Mặt cam rồi anh em thấy không? Vàng lông đồ là xuất sắc luôn. Con này nó vừa đề vừa quay nha anh em muốn đề cũng được, muốn quay thì cũng được. Nào, vàng lông mới xuất sắc luôn. Cái này vô công nó rút không kỹ anh em, nó rút cái bộ kia trước á. Trời ơi. Liếm miếng đây nè, tiếc quá trời tiếc luôn. Này FAD8 bét kim nha anh em. Đây. Bét kim. Ô, đen thui. Con này nó xài cái vàng IA 80 nè anh em. Đó, anh em thấy cái lắc nữa không? IA 80. Này nó có chế độ nâng hạ ben nè anh em. Vỏ 86 nha anh em. Đây nè. Cái mà rõ cặp mâm với tinh nè. Rõ bánh rồi nè anh em thấy không? Xuất sắc luôn. Đây. 86 nha anh em. Rõ lớn. Ngày nó thường mấy cái kia là nó truyền động bằng bằng hộp sên, nhưng mà không, cái này truyền động bằng cắt đăng. Để cho nó khi mà mình nâng hạ gầm đồ á nó dễ xử lý hơn là cái kia. Đây. Cái đuôi xới này là 1m1 nha anh em. Em hồi nãy em có đo rồi, em đo trước rồi. 1m1 đây nè. Tôi nè. Anh em thấy không? Dao giết được nè, mới tính nữa. Đây nè. Cái này nó hay lắm anh em, khi anh em bật lên á là nó cái kèn nó kêu. Là ý là nó báo hiệu á là mình chưa có tắt chìa khóa. Đó nè, mình bật qua cái là nó báo. Cái này á là báo sạc, cái này là báo nhớt, rồi cái này là báo nước đây nè. Đó anh em thấy không? Đó, rồi anh em nổ lên là nó hết. Thấy không? Nổ lên là nó hết liền nha. Tức là sạc còn. Nhớt ok, nước không trôi nè. Nước mà nó báo cái này là anh em phải tắt máy để anh em kiểm tra nước. F8 nổ thì tắt rồi. Nhật nó làm thiết kế hay lắm anh em. Anh em lên hết dài vậy đúng không? Anh em trả về đây là garanti. Còn anh em muốn tắt máy á, là anh em phải bóp cái này vô nè. Đó, anh em thả về. Đó, là nó tắt máy. Khi mà tắt máy là kèn nó sẽ kêu. Đó, anh em thấy không? Kèn nó sẽ kêu, nó báo hiệu mình là chưa tắt chìa khóa nè. Đó, mình phải tắt chìa khóa. Đó, thấy không? Rồi. Rất nhẹ nhàng. Đây, cái nâng này gầm đây nè, anh em thấy không? Nè, nó chỉnh ở đây nè anh em. Cái này là chỉnh tự động. Này là chỉnh cơ. Đó, anh em thấy không? Đó. Khi mà nó hết là nó kêu è, anh em nhìn. Đó thấy không? Nghiêng. Giống như là những cái địa hình nào á mà nó không được bằng phẳng á thì nó sẽ tự động. Rồi nó sẽ lên xuống cho nó phù hợp với lại cái địa hình đó để nó xới cho nó bằng phẳng lại. Đó, anh em thấy không? Đó. Rồi cái này là anh em vô chống xới. Đây nè, chống xới. Đẩy lên. Đó, anh em thả ra ra. Thấy không? Nó sẽ không quay. Anh em thấy không? Anh biết tại sao không? Nó còn có một chức năng nữa là khóa xuống xới ở đây nè. Anh em đẩy lên. Đó. Thấy không? Chức năng nó quay nè. À,
nha. Còn anh em viên hạ đồ đó, thấy nè, anh em thấy nha, anh nè, viên hạ đồ đó. Cái thứ hai nữa là cái dàn này khi mà anh em vô số số dàn tự động nó sẽ gạt cái cần này về. Tại vì vô số dàn là nó không cho mình xới anh em. Tại anh em đứng đằng sau có anh em té đó thì hay sao đó, thì nó hơi nguy hiểm. Chỉ có được quyền anh em vô số trái thôi. Đó. Đó, vừa tới vừa chạy đó anh em thấy không? Lại. Còn anh em mà gắt lên đây á là nó thắng tay luôn anh em. Đèn đốm thì còn ok lắm anh em. Đó anh em thấy không? Rốt, ba, thấy không? Rốt nè, ba nè, tắt nè, ba nè, rốt nè, tắt nè, ba, ba, rốt, tắt nè. Cái anh Nhật anh thiết kế hay lắm anh em. Cái động cơ phải là NFAD8 mét kim thì nó mới đủ sức để nó lôi được cái dàn xới này. Còn như mà nếu mà mấy anh mà bét lớn rồi cũng không đủ sức để lôi đâu anh em. Nhật họ thiết kế ra hay lắm anh em, chứ không phải không mà họ để gác cái máy này lên đâu. Cái máy này rất là giá trị anh em. Mấy anh em cứ hỏi giờ mấy anh miền Tây là biết được cái máy NFAD8 này nó giá trị cỡ nào. Đi thông luôn. Nổ thật vậy đó anh em. Thôi quá đỉnh luôn. Rồi mấy anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với ông chủ của em ha. Số của ông chủ của em là 0913948706 hoặc là 0972547272. Mình để mình tắt máy cái mình đi cái nó kêu là mình phải quay lại. Quay lại tắt. Ok rồi, xin chào tạm biệt mấy anh em nha, chúc mấy anh em một buổi tối tốt lành.